Mình xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại đi mà. Thì hôm trước là nhà mình vắt bưởi xong rồi. Thì đây này, dưới cái mường này mình đánh mấy chiếc. Dưới đây. Là lươn này các bạn nhé. Ông nói không có đấy các bạn. Có lươn này các bạn. Có nốt cái lắm các bạn nhé. Đấy, lươn đấy. Đánh ở giữa mường giáp dụng lúa đấy, không được lươn to đâu các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấc ống nhé. Giờ mình sẽ ôm ống này. Xong mình vào chỗ nhà bác cần mình đủ luôn các bạn nhé. Mình cần luôn đấy các bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ đổ ra nhé.
cua to bao nhỉ? Ơ công lông vắt chỗ nào đấy bao nhỉ? Công lông kia vắt đầu nhỉ? Của con của ngon bạn, của rất to. Các bạn nhé, tôi thấy nhà mình là vẫn nam hòm để chiêu được gửi cho các bạn nhé. 748 này các bạn, 748 là mình đánh 48 này. Vì từ cái lúc thầy cái giày đặt tầm là nó băng nhựa là nó bền lắm, rất chia đẹp. Rồi có 60 này các bạn. Các bạn nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại để vợ chồng mình sẽ gọi nhé, mình sẽ chào các bạn này.